Hi, chào các bạn, mình là Nguyễn Hoàng Phúc và ngày nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để thêm dữ liệu hàng loạt trong Photoshop. Thì với cái chức năng này á, thì chúng ta tương đối là ít dùng. Tuy nhiên là đối với những bạn mà làm trong Studio hay những cái lab chẳng hạn thế, thì có thể một lúc nào đấy các bạn sẽ người ta sẽ yêu cầu bạn là phải thêm các bạn sẽ có một đống danh sách hình, hoặc là các bạn có một cái mẫu bằng khen chẳng hạn thế, và chúng ta sẽ phải điền dữ liệu vô từng cái để in ra. Thấy không? Là có một danh sách tên học sinh mà ta điền vô, rồi thằng này tên gì, với người đấy thì đạt hạng giỏi hay là cái gì đó, ví dụ thế. Thì cái lúc mà nếu chúng ta làm thủ công á, phải thêm thêm tên để thêm chữ từng cái một á, thì không biết là tới khi nào mới xong. Cho nên là Photoshop nó cung cấp cho mình một cái chức năng tên là variables. Variable ha. Thì cái chức năng này á, nó giúp cho chúng ta là thay thế một cái tag có sẵn bằng một cái file dữ liệu. Như ở đây mình đang có file dữ liệu này chẳng hạn thế. Thì bây giờ mình sẽ tạm thời có thế này ha. Thì ý tưởng là như vậy. Mình sẽ có, bây giờ mình đang cần tập hợp lại, ví dụ như là tạo một đống cái hình, và mỗi cái hình như vậy á, là bao gồm cái thành phần là một cái số thứ tự, và thứ hai là tên của cái tutorial mình đã từng làm chẳng hạn thế. Thì ở đây cái việc là mình sẽ có một danh sách, ví dụ như là chẳng hạn thế, ví dụ như là cái số thứ tự thì mình sẽ gõ vào tháng 1 chẳng hạn thế, rồi cái này là tháng 2 hạn vậy. Mình sẽ kéo để nó tạo ra một đống thằng đấy, tới 18 cái tút. Ví dụ như là bây giờ mình muốn tạo từng cái hình, là ví dụ như là cái hình đầu tiên là tút ghép mây, thứ tự là một chẳng hạn thế, rồi cái thứ hai là ghép mây, thứ tự là hai. Mình không thể nào có thời gian mà chúng ta cứ gõ tên vô rồi thay số rồi paste được đó, đúng không? Gõ tên thay số xong rồi save lại được từng tấm như vậy thì nó quá mất thời gian, và chúng ta chỉ muốn làm cho nó tự động thôi. Ở đây là chỉ có 18 cái thì không nói làm gì. Tuy nhiên ví dụ như là các bạn xử lý cái ảnh thiệp cưới chẳng hạn thế, và hoặc là cái bằng khen giấy chứng nhận chẳng hạn vậy, tới cả trăm cả ngàn cái dữ liệu thì các bạn đâu thể nào ngồi để mà gõ được đâu, đúng không? Thì mình sẽ có cái sử dụng cái chức năng này. Thì ok, thì cái việc bắt buộc ở đây là chúng ta sẽ có một cái file Excel. Trong cái file Excel này thì nó sẽ có những cái dữ liệu, ví dụ như là số thứ tự này, tên tút này chẳng hạn thế. Ở cái tên tút này thì mình sẽ có những cái dữ liệu như là những cái tên của cái tút, rồi cái số thứ tự là 1 2 3 4 5 6 tương ứng. Hoặc là ví dụ như là các bạn làm theo kiểu là một cái danh sách học sinh giỏi chẳng hạn thế, thì các bạn có thể có một cái trường gọi là tên học sinh. Cái này là cái gì, hạnh kiểm ha. Nói chung là hạnh kiểm. Ok, hạnh kiểm đi. Ví dụ như là có những cái Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B chẳng hạn thế, Nguyễn Văn A rồi Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C, ví dụ như cái này đó. Thì những cái dữ liệu này thì đa phần là trường sẽ hỗ trợ cho chúng ta, chúng ta chỉ việc là copy những cái trường chúng ta cần thôi. Ví dụ như là hạnh kiểm mà thằng này khá, thằng này ở dưới là giỏi chẳng hạn thế, rồi những trung bình cái kiểu, thì chúng ta có cả ngàn cái dưới tên học sinh như thế này cần in ra, đâu rảnh đâu ngồi gõ vào, đúng không? Đó thì đa phần là như vậy. Thì tương tự với lại cái cách tạo dữ liệu như vậy ha, thì tương tự như thế này. Ở đây mình có hai cái trường thôi, là số thứ tự và tên tút. Cái tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị, ví dụ chúng ta sẽ chuẩn bị hai cái tag để nó thay thế. Nên nhớ là cái tag này thì khi mà mình nhập xác định, mình sẽ giúp cho Photoshop nó hiểu là mình muốn thay cái layer tag này với lại cái cột thứ hai hoặc là với cột thứ nhất. Ok ha. Thì mình sẽ có cái thứ nhất là cái này, mình sẽ đặt tên lại cho cái layer này là số thứ tự chẳng hạn thế. Dự để các bạn không nhầm lẫn, mình sẽ để số thứ tự chẳng hạn thế. Tên tút, mình sẽ để là tên của tút chẳng hạn vậy. Còn HP Photoshop này thì mình không có đổi ha, hình nào cũng vậy thôi. Sau khi đã có những cái như vậy rồi thì mình sẽ vào. Anh có một cái lưu ý nhỏ là các bạn nhớ để tách riêng ra ha. Nhiều lúc các bạn ghi kiểu này là tên học sinh chẳng hạn vậy, rồi chúng ta
hai chấm rồi chúng ta làm tên học sinh. Ý là các bạn muốn là thay cái tên học sinh này với cái tên học sinh trong danh sách dữ liệu. Tuy nhiên nếu các bạn để thế này á thì khi mà nó nhập dữ liệu vô nó sẽ thay luôn cái tên học sinh của các bạn luôn. Ok ha. Cho nên là cái việc chúng ta là phải tách ra, ví dụ tên học sinh rồi, ok, tạo tiếp một cái nữa là tên học sinh chẳng hạn vậy. Chúng ta để vô thì ở đây mình sẽ nhận cái này là cái để thay thế thì cái này nó mới giữ nguyên. Ok ha. Còn một cái lưu ý nhỏ nữa là với những cái setting ví dụ như là in đậm rồi in nghiêng này nọ thì chúng ta làm luôn trong Photoshop ha. Chứ còn nếu mà làm trong Excel thì nó không có hiểu đâu. Ok, thì việc làm là mình đã có hai cái này rồi. Thứ nhất là tên của tốt hay là số thứ tự mình sẽ thay đổi ha. Và email này, variable chọn define. Ở trong cái này, trong cái bảng variable xuất hiện thì nó sẽ cho chúng ta thứ nhất là cái layer. Cái define này chúng ta cứ chọn để nguyên thế ha. Nhất là cái layer. Cái layer này thì nó sẽ cho chúng ta xác định là những cái gì chúng ta muốn thay thế. Ví dụ như là đây, thứ nhất là số thứ tự, mình sẽ chọn số thứ tự trước. Chúng ta sẽ check vào trong cái text replacement và chúng ta đặt tên cho nó. Ví dụ như là cái số thứ tự này, cái tên của cái text replacement nó chính là cái tên của cái cột, tức là ở cái hàng đầu tiên này ha. Thì thứ nhất là số thứ tự này. Đó. Này thì nó sẽ là STT giống y chang như ở trong này ha. Tức là mình đang định nghĩa cho Photoshop hiểu là ở cái layer số thứ tự này á nó sẽ dò theo cái cột có cái tiêu đề là STT. Thì trong này là STT là đây, nó sẽ tự động dò thôi ha. Ta sẽ bấm tiếp tục là tên của tốt chẳng hạn vậy. Mình cũng text replacement và là tên tốt bởi vì cái cột thứ hai mình đang là tên tốt. Ok ha, sau khi bấm xong rồi các bạn chọn Next. Thì ở đây mình sẽ click vào Import. Thì đây chúng ta sẽ import cái dữ liệu này vào. Tuy nhiên là để import cho dễ chúng ta sẽ lưu lại cái file này với dạng là TXT Unicode Text ha, chấm TXT. Để đặt tên gì đấy, ví dụ như là tút data chẳng hạn thế. Ok, chấm save. Chúng ta sẽ save ha. Yes, ok. Mình sẽ tắt đi. Phải tắt đi ha để mà nó Photoshop nó xài được. Chứ còn nếu chúng ta đang chạy mà chúng ta click chọn thì không được đâu. Ok ha, sau khi đã lưu lại có file TXT từ cái file Excel đó, chúng ta sẽ click import. Và từ cái select file chúng ta sẽ chọn vào cái file TXT data vừa rồi, như đây là tút data. Nó sẽ load. Ok, nó sẽ nhận. Ở cái encoding á, bình thường nó để là automatic. Tuy nhiên là để cho nó hiển thị tiếng Việt cho nó tốt á, chúng ta sẽ để là Unicode UTF-8 hoặc là UTF-16. Chắc ăn thì cứ UTF-16. Những cái phía dưới này không cần quan tâm. Ta click OK. Đó. Ở đây nó sẽ tự động nó chạy ha. Ví dụ như là đã qua dataset 2 chẳng hạn. Nó nhận rồi nè. Nó tự động nó nhận ha. Đó. Thì OK xong rồi các bạn cứ click OK thôi. Và sau khi xong á, nó chưa có xuất hiện ngay mà chúng ta phải lưu lại để cho nó hiểu là trong quá trình lưu nó sẽ lưu thành tên từng file riêng, mỗi file có một cái data riêng như vậy. Thì chúng ta sẽ vào file, chọn là export, vào file export và chọn là dataset as files, dataset as file ha. Từ đây cái save option chúng ta sẽ chọn là select folder, thì chúng ta sẽ tìm cái nơi mà chúng ta muốn lưu. Ví dụ như đây mình sẽ lưu vào desktop với lại cái folder mà mình muốn lưu vào thì nó sẽ là tút data chẳng hạn vậy. Đó, chúng ta sẽ click vào tút data này thôi và click OK. OK, ở phía dưới này thì mình sẽ thiết lập cho nó cái đặt tên, ví dụ như là tút thứ tút data chẳng hạn vậy, underscore với lại cái tiếp theo là cái number chẳng hạn thế, thì nó sẽ có là tút data 1, tút data, tút data 2, tút data 3. Cái file extension chúng ta để PSD rồi đọc rồi click OK. Thì tự động ở đây Photoshop nó sẽ tự động nó chạy. Chúng ta chỉ có việc là ngồi chờ cho nó chạy hết thôi. Ví dụ như là file càng lâu, file càng nhiều thì nó càng lâu. Tuy nhiên là đây mình để 18 file thì nó cũng tương đối nhanh thôi, cũng không có gì là chậm lắm. Đấy, xong rồi nè. Ok, thì sau khi lưu xong các bạn sẽ ra thử cái folder mà mình mới lưu vào ha. Và desktop là tút data.
Đâu rồi, đây. Thì đây là một đống cái tút data như hồi nãy. Từng file như vậy là một cái dữ liệu riêng. Ví dụ như là tút data 15, các bạn vào cái data chẳng hạn thế thì chắc chắn nó sẽ hiện ra là số 15 là cái tạo tia nắng cách 1 chẳng hạn thế, 15. Ở đây thì mình quên không để ý rồi. Ví dụ như là sau này, ví dụ các bạn sẽ để cái tên của tút nó rời ra tí. À, nói chung là chúng ta phải cân nhắc hết tới cái việc là độ dài của cái chữ nó làm sao đó. Ví dụ như là mình không cẩn thận á, thì có thể cái tên chữ này nó quá dài chẳng hạn vậy. Ví dụ như là tên của học sinh, nhiều đứa nó tên nó quá chừng dài luôn, Tôn Thị Nữ gì, gì gì đó, thì nhiều khi nó lại lấn ra ngoài, thì chúng ta phải có nhiều cách xử lý riêng ha. Ok, ví dụ như vậy thì sau khi đã có tất cả những cái file như thế này rồi, bây giờ chúng ta muốn lưu biến những cái BSD này thành file JPEG để in luôn cho nó nhanh, thì chúng ta sẽ làm như sau. Ta sẽ vào file tiếp tục, vào scripts, vào image processor nhé ha, file scripts image processor, thì ở đây nó sẽ hiện lên cái bảng image processor. À, hiện lên đi, trời ơi máy chậm. À, các bạn chờ gì xíu. Ok, thì đây là cái bảng image processor ha. Thì đầu tiên là select image to process, tức là nó yêu cầu mình là tìm cái folder chứa những cái file mà mình đang muốn xử lý. Tức là chứa ở đây là mình đang xử lý những cái file tút data đó ha. Cái đống mà có PSD ở trong á, ta chọn đấy thôi. À, chỉ định nơi lưu thì chúng ta sẽ chỉ định là cũng ở trong ấy thôi, mà ví dụ như là tút data, nhưng mà mình sẽ new folder là JPEG chẳng hạn ha. Click OK. À, ở cái quality thì mình sẽ để tối đa là 12, có thể giảm đi cũng được, không sao hết. À, chúng ta có nhiều cái file dạng khác, là ví dụ như là save với tip có chẳng hạn thế, nhưng mình ở đây chỉ có save dạng là JPEG thôi. Nó có muốn hỏi là thêm cái gì hay không, ví dụ như là chẳng hạn vậy, copyright chẳng hạn thế, tức là bản quyền, nhiều khi nó thêm cái thêm thông tin này vào trong cái hình. OK ha, include ACC profile, tức là thêm cái file màu, profile màu, như là cứ để nó thôi. Thì sau khi làm xong rồi, các bạn click run là tự động Photoshop nó sẽ load những cái file PSD vừa rồi và nó lưu lại với dạng là JPEG. OK, chờ tí xíu để nó xử lý ha. Rồi, đó là xong. Chúng ta sẽ vào lại để coi cái đây JPEG đây. Thì trong cái JPEG này đó, tất cả những cái file vừa rồi đây, nó sẽ tự động nó thêm vào ha. Đó, tương tự như vậy các bạn có thể làm rất là nhiều. Ví dụ như là lên tới số lượng data, ví dụ lên dữ liệu của nó khoảng cỡ vài trăm vài ngàn cũng được, chẳng sao hết. Cứ để vậy cho nó chạy qua đêm thôi là OK, xong vài ngàn thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi tốt này, và nhớ like, subscribe tốt này ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi.